Trong tín ngưỡng của người Việt, nhang là thứ không thể thiếu trong những dịp lễ, Tết, hiếu, hỷ. Nhang được xem là chiếc cầu nối giữa thế giới thực tại và tâm linh, là chiếc xe chuyên chở những lời thỉnh cầu hay ước mong của một người con đến với tổ tiên, trời, vật. Những làng nghề làm nhang đã và đang góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống đó. Thưa quý vị khán giả, hiện tại Thu Thảo đang có mặt tại con đường Mai Bá Hương tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Và dọc hai con đường này, quý vị có thể thấy là có rất nhiều hộ gia đình mang nhang ra để phơi nắng. Và đây cũng là nét đặc trưng của làng nghề làm nhang Lê Minh Xuân mỗi dịp Tết đến xuân về. Ngày hôm nay, Thu Thảo cùng với chương trình Góc Nhỏ Sài Gòn xin mời quý vị cùng hòa mình vào không khí đặc trưng của làng nhang ngay sau đây nhé. Không ai khẳng định được làng nhang Lê Minh Xuân có từ khi nào. Chỉ biết nghề nhang cho người Hoa di cư đến Việt Nam mang theo. Ban đầu, những người thợ làm nhang tập trung tại khu Chợ Lớn, quận 5, quận 6. Sau đó họ phải di dời ra vùng ven thành phố, dọc theo kênh Sáng, huyện Bình Chánh để có không gian sản xuất. Đến năm 2012, nghề xe nhang xã Lê Minh Xuân được công nhận là làng nghề truyền thống. Nghề xe nhang ở xã Lê Minh Xuân sản xuất quanh năm. Nhưng nắng nhiệt tức bật nhất là những ngày giáp Tết Nguyên Đán và các tháng âm lịch có ngày lễ lớn như rằm tháng Giêng, rằm tháng Bảy. Dạ, con chào cô. Hồi nãy giờ con đi dọc dọc qua đây, con thấy quá trời nhang phơi ngoài đường luôn. Cái này là của nhà mình hết luôn hả cô? Đúng rồi, cô làm gia công cho người ta. Dạ. Ủa cô, vậy là cái này khi mà mình phơi là mình phải đảo liên tục như với thế này hả cô? Dù trong vòng 2 tiếng hồ là mình phải ra mình trở, chứ nếu không trở thì nó trắng mặt trên. Dạ. Cho nên mình lộn mặt dưới lên, trở lên vậy nè để nó mới khô được, mới đều cho người ta. Bên trắng một bên vàng thì người ta không nhận. Dạ. Dạ cô ơi, một ngày thì cơ sở nhà mình làm ra được bao nhiêu thiên nhang như vậy cô? Nếu mà nắng đàng hoàng á thì cỡ 100 thiên. Còn nếu mà không có nắng thì cỡ khoảng là 60-70, 70-80, nói chung là vô chừng. Trong cái việc làm nhang này thì cái công đoạn nào là nó kỳ công nhất cô? Cái đó là do nơi máy. Dạ. Nếu mà máy nó hư thì mình cực chút. Theo như người khác thì cô không biết nha. Nhưng mà như theo như cô mà mỗi lần mà máy nó bị hư thì mình cứ kêu ông Tổ. Dạ. Ông Tổ ơi, cái máy con bị hư rồi, con không biết chỗ sửa thôi. Ông chỉ giùm con ở chỗ nào, thế nào một hồi là mình cũng kiếm được ra cái chỗ đó. Dạ. Nói như vậy. Ở đây thì con thấy là có rất là nhiều nhang như thế này á, thì làm sao mình biết được đâu là một cái cây nhang đạt chuẩn và những cái cây nhang lỗi để mà mình bỏ ra hả cô? Nè, con cầm nấm nhang nè, con thấy nè. Là cái đầu nó rất là tròn. Dạ. Là cây nhang nó ok. Dạ. Điểm thứ nhất, điểm thứ hai là cái nhang này nè, nó đều như văng dây, nó không có so le. Nếu mà như vậy là không đạt chuẩn nè, mà mình dậm xuống cách làm sao cho nó bằng như văng dây. Có nhiều người á, người ta không biết á, thì cái đầu nó sẽ bị tưa. Dạ, với những cái nhang đó thì mình phải loại ra. Đúng. Dạ. Còn bằng không, điểm thứ nhất, điểm thứ hai, nếu mà cái bột khô thì cái nhang này nó sẽ bị sần, nó nhám như da cóc vậy đó. Dạ. Con cũng được biết là sắp tới là nghề làm nhang của mình á được đưa vào danh sách là làng nghề tham quan du lịch đó, thì cảm xúc của cô như thế nào? Vui lắm chứ. Yeah. Nếu mà có nhiều du khách tới tham quan thì vui. Dạ. Dạ, em chào chị. Dạ chị ơi, mới đi ngoài đường là Thảo đã nghe tiếng máy móc rất là nhộn nhịp rồi. Chị cho Thảo hỏi là tình hình làm nhang của mình trong cái thời điểm cận Tết này như thế nào rồi chị? Trong mùa Tết này thì nhang bây giờ hàng đang gấp lắm. Nếu mà mình làm ra được cái sản phẩm như vậy là phải từ 24 tiếng là nhang mới sản phẩm ra. Tại vì nếu mình phơi thì trong vòng một ngày là 12 tiếng là mình ra. Còn mình sấy là nó phải từ 24 tiếng nó mới ra được công đoạn thành phẩm gì. Dạ chị ơi, so với cái việc mà chúng ta làm nhang thủ công ngày xưa với cái việc mà làm số lượng nhiều như hiện nay á, thì chúng ta đã cải tiến những cái công nghệ gì ạ? Hồi xưa mình xe nhang tay á, là mình làm á, như là một người á, là một ngày làm chỉ được là 8-9 thiên nhang thôi. Còn từ khi mà mình qua được cái công nghệ bây giờ á, là hiện đại máy móc á, là một ngày mình làm á, ra được 70-80 thiên, 100 thiên. Đã gắn bó lâu năm với cái công việc này rồi á, thì bên cạnh cái việc là chúng ta có một cái công việc để làm kinh tế, thì chị cảm thấy là cái công việc này mang đến cho chị cái cảm xúc hoặc là cái ý nghĩa như thế nào ạ? Hồi xưa ở Lê Minh Xuân mình ở đây á, là người dân là chỉ đi mần cỏ chứ đốn mía thôi. Rồi cái sau này á, cái gì mình làm nhang á, rồi bà con người ta thấy làm nhang á, có cái thu nhập cao, ổn định. Thay vì mình đi bằng cỏ thì cũng thấy giờ giấc, còn làm nhang này ở nhà lớn tuổi mình vừa giữ cháu rồi mình làm nhang được, hay là đưa con đi học mình làm nhang được. Vậy chị ơi, với cái tình hình dịch
chung của cả nước năm nay thì có ảnh hưởng nhiều đến cái hoạt động sản xuất nhang ở chỗ mình không chị? Thay vì công nhân lúc trước làm một ngày là sáng từ 6 giờ làm tới 6 giờ chiều nghỉ, bây giờ là 3-4 giờ khuya là thức dậy làm rồi, làm tới 9-10 giờ đêm mới nghỉ. Nên công nhân bây giờ là làm rất là tăng ca. Dạ, là do cái lượng hàng hóa mình được đặt nhiều hơn hả chị? Tại mình ngưng lâu quá, mình ngưng tới 4 tháng. Giờ là hụt hàng nên là công nhân rất là tăng ca ngày đêm dữ lắm. Được cảm ơn những chia sẻ của chị Thúy và chúc chị có thật là nhiều sức khỏe để tiếp tục làm ra được những cái sản phẩm mà có ý nghĩa cho cái văn hóa Việt Nam như thế này. Đa phần người dân làng Nhang Lê Minh Xuân đều xem đây là nghề mưu sinh chính, gia truyền, con nối. Hiện tại làng nghề sen nhang xã Lê Minh Xuân hình thành được 3 tổ hợp tác sen nhang với số lượng hơn 150 hộ đáp ứng theo sự phát triển của xã hội. Có nhiều hộ tự mở cơ sở, đầu tư máy móc để lưu giữ và phát triển nghề truyền thống. Thưa quý vị khán giả, trải qua nhiều thăng trầm, hiện làng nhang Lê Minh Xuân vẫn giữ được nét đẹp văn hóa truyền thống của cha ông và được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến thu hút để phát triển du lịch làng nghề trong thời gian tới. Và đây cũng là làng nghề lâu năm tuổi nhất tại thành phố Hồ Chí Minh với gần 100 năm tuổi, mang thật nhiều ý nghĩa và thú vị đúng không ạ? Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Góc Nhỏ Sài Gòn tuần này cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong số phát sóng tuần sau trong khung giờ quen thuộc của chúng ta trên kênh VTV9. Còn bây giờ xin chào tạm biệt nha. We'll be right back.